Ok, chào anh em nhá. Xốp xe độ cho anh em. Giới thiệu anh em, đây là một em quay Thái được qua bên mình thì là nâng cấp vành trước sau, vì vành trước sau của con này cũng bục hết rồi và bô nữa đó, cho nên mình quay lên đằng trước. Giới thiệu anh em là con này nên vành zin của nó sẽ là vành 1.20, con này là mình đã lên vành 1.40, bản to hơn anh em nhé, có thể lên được lốp to hơn. Đấy, con này là lốp 2.50 này anh em ạ, mình đã đưa từ đằng sau lên đằng trước. Lốp zin của nó là 2.25 - 17 đấy, và đây là đã lên lốp 2.50 đó, vành rất hoàn toàn là vành mới nha anh em nhé, hàng xịn Goshi, may ợ mới đó, bi căn bên trong mới hết, con này mình cũng đã thấy hết rồi. Nốp thì vẫn là giữ nốp cũ đằng sau đưa lên. Bô Goshi mới luôn, vừa thay mới anh em ạ, bởi con bô cũ thì nó cũng là hỏng hết rồi, bục hết. Goshi mới xịn luôn anh em nhé, hàng chính hãng Honda. Đây vành sau đây, vành sau con này thì đã lên cái vành 1.60 anh em ạ. Đây, một trăm sáu mươi đó, Goshi 1.17 × 1.60 này anh em, đó cũng nào hoàn toàn là vành mới này, nan hoa mới này, may ơ mới này, bi cho bên trong mới hết, và con này mình cũng đã thay giảm giật, thay máng phanh sau đó, cho quay rất nhẹ anh em ạ nhá, mình đã căn chỉnh làm sao cho nó nhẹ nhất đó. Ok, biển 29K79551. Anh em thử nghe tiếng bô phát nào. Bô Goshi mới nghe rất sướng. Anh em chạy một thời gian nữa nghe còn thích hơn anh em ạ, bởi vì chạy một thời gian nữa nó sẽ bay hết cái bông lỉ mới thì nghe tiếng nó sẽ giòn hơn và hay hơn nhá. Đó, con này để găng đi là hơi rồi, đã xong em quay. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em này, con là Exeter 135, cũng là thuộc một thành viên trong nhóm hội Exeter 135 nhỏ của miền Bắc, thì cũng là cảm ơn bạn ấy đã tin tưởng mình, và con này qua được xử lý nó là về tình trạng là hơi anh em ạ, bô ra khói đó, anh em có thể thấy nhá. Biển 28B10556 đến từ Hòa Bình. Tình trạng bên ngoài thì cũng không được ok và sạch đẹp cho lắm anh em ạ. Đây bên trong máy này. Đó thì mình sẽ xử lý lại toàn bộ như là mình làm hơi này, mình căn chỉnh cam cò mình và thay là côn, thay giảm tốc sau và làm lại phục trước. Còn rửa chế này, thay lọc gió, thay buji, thay nước mát. Đó, về toàn bộ con này. Ok, tiếp theo cho con này cũng là có một con em Exeter 135 cùng cốt tay, à cốt tường, và đang định làm nên cốt tay anh em nhé. Đây, Exeter 135 4 số đời đầu anh em ạ. Đây, mình cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc để lên cốt tay cho em nó. Đó, ok, được rồi, thì tí nữa thì mình sẽ có video hoàn chỉnh cho con này nhá anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip.